Theo hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu được nêu tại công văn số 1884 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thì sách và các thiết bị dạy và học không được đưa vào danh mục này. Do đó, các doanh nghiệp phát hành sách đang gặp khó khăn trong việc cung ứng, vận chuyển để đưa sách đến với nhà trường và học sinh. Để tạo điều kiện phục vụ tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản giao Giám đốc các sở, Giao thông vận tải, Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý, xem xét, giải quyết, hỗ trợ, tạo điều kiện vận chuyển phát hành sách và thiết bị trường học phục vụ khai giảng năm học mới 2021-2022, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo khung kế hoạch thời gian năm học ngày 5 tháng 9, các trường trên địa bàn thành phố khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tựu trường ngày 1 tháng 9, học sinh mầm non, tiểu học và học sinh giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 15 tháng 9.